Tôi thấy rằng là nếu như mình bị ép dâng tiền, ép phải nộp tiền để đi theo cái hội này một hội kia thì Lộc sẽ không làm được đâu. Lộc sẽ không bao giờ làm được đâu. From God, our Heavenly Father. Thực ra thì Lộc theo đạo Tin Lành thì rất là lâu, từ cái thời học lớp 7, lớp 8. Lúc đó thì mình còn nhỏ tuổi và sau này theo Chúa đến rất nhiều năm sau, mình mới bắt đầu mới phải dâng hiến tiền vào hội thánh. Còn trong những cái năm trước đó thì mình là học sinh, mình không có tiền để đi dâng hiến vào hội thánh. Sau này khi mình phải dâng hiến tiền vào hội thánh thì mình rất là cân đo đong đếm cái số tiền, dù là nó chỉ là 1/10 hoặc là thậm chí không đủ 1/10, rất là ít tiền, nhưng mình rất là tiếc cái số tiền là mình dâng vào hội thánh. Và sau này cái cảm xúc đó nó tràn ngập cái cuộc đời của mình, và mình hiểu ra một điều rằng là tại sao rất nhiều năm qua đạo Tin Lành chúng ta không có phát triển. Đạo Tin Lành không phát triển được là bởi vì khi một người bước vào theo đạo, nếu họ chỉ theo Chúa không, họ không bước theo hội thánh, họ không theo đạo, họ không học tin lý, họ không bắp tem, họ không làm thành viên hội thánh thì họ vẫn theo Chúa được. Nhưng nếu khi họ đã trở thành một thành viên hội thánh thì hội thánh đó sẽ bắt họ phải dâng tiền cho hội thánh, dâng hiến 1/10, tức là 10% thu nhập của họ. Và Lộc nghĩ cái việc bắt ép người ta dâng 10% số tiền thu nhập này nó sẽ khiến cho đạo Tin Lành phát triển chậm lại. Bởi vì sao Lộc dám khẳng định như vậy? Bởi vì bản thân Lộc là một người theo đạo từ rất nhỏ và rất là yêu mến Chúa luôn, rất là yêu Chúa, rất là thích học đạo. Nhưng cho đến thời điểm mà phải dâng tiền, nó đã làm lu mờ đi cái tình yêu đó, tình yêu với Chúa. Cho nên Lộc thấy rằng là một người đã được học đạo từ nhỏ mà còn lấn cấn, còn lo lắng, còn không vui, còn khó khăn trong việc dâng tiền thì làm sao một cái người 1-2 năm hoặc là một vài tháng mới học đạo xong được trở thành thành viên hội thánh, ngay lập tức bị ông mục sư, bị người quản nhiệm nói về cái việc dâng tiền thì họ không làng tránh được. Và đến khi mà họ làng tránh rồi, chỉ trích rồi là bắt ép hay là có những cái lời nói tổn thương với họ thì họ sẽ phải bỏ thôi. Cho nên là thấy rằng là cái việc dâng hiến 1/10 chính là một trong những cái lý do khiến cho đạo Tin Lành khó phát triển nhất. Vậy thì khi nói như vậy thì các bạn xem video này, các bạn sẽ hiểu là Lộc đang cố làm một video để chia sẻ với tất cả mọi người, đó là chúng ta không nên bắt ép người ta dâng tiền cho hội thánh nữa, và cái việc không dâng tiền vào hội thánh, không dâng 1/10 như vậy có phải là phạm tội hay không? Và Lộc nói với các bạn đó là theo Lộc nó không phạm tội, nó không có phạm tội gì cả. Các bạn làm ra 10 triệu, các bạn không dâng 1.000 nào cho Chúa, không dâng 1.000 nào cho hội thánh, các bạn không phạm tội gì hết. Bởi vì đó là cách tiêu tiền của các bạn, cách tiêu tiền của các bạn thôi. Các bạn sử dụng cho mình thì cái phúc các bạn có bao nhiêu các bạn ăn hết cả. Thế là các bạn ăn cho mình, sống cho mình, các bạn ăn hết cả thì sau này các bạn cạn phúc hoặc đoạn phúc, hết phúc rồi, hết phước hạnh rồi, hết tiền rồi thì đừng mong người khác giúp đỡ, thế thôi. Nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Còn nó không phải là tội lỗi gì cả. Bởi vì các bạn ban ra bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu, các bạn có tấm lòng xả lời trời cho thôi, đúng không? Còn không ai bắt ép các bạn. Lộc nghĩ là chúng ta phải dạy một cái đạo như thế, chứ không phải dạy một cái đạo là phải dâng tiền, không dâng tiền là phạm tội, không phải phạm tội rồi thì theo Chúa cũng bằng không, theo Chúa không được lên thiên đàng. Thế thì đạo là đạo để quyên tiền, không thể dạy như vậy được, không thể dạy như vậy được, đó thật không thể dạy như thế được, không thể nói là 1/10 là cái bắt buộc, là một cái ép buộc, là như thuế được, không thể nói như vậy, không thể dạy như vậy, Lộc không thích thế. Và khi Lộc làm bắt như vậy thì Lộc nói thật các bạn là Lộc cũng không dâng 1/10 rất là lâu rồi. Có lúc Lộc không vui lòng, Lộc không có dâng. Bởi vì mình dâng cái lòng mình không vui, mình dâng làm cái gì? Mình muốn đem tiền dâng hội thánh mà cái lòng mình lấn cấn thì mình dâng làm cái gì? Dâng cái thế nó không có được phước. Bây giờ có một người khác, người ta nói là yêu bạn nhưng mà yêu bằng mồm chứ trong lòng họ không có thích, thì các bạn có thích không? Thì các bạn có cần không? Cần không? Người ta yêu thì người ta phải yêu từ trong tấm lòng, yêu từ trong tim, chứ yêu bằng mỗi môi lưỡi thôi, bằng mặt nhưng bằng lòng thì làm cái gì? Có thể người ta không muốn bỏ thánh, hoặc có thể người ta là cái thành viên lâu năm, người ta không muốn cãi nhau, người ta có thể không chú tín những 1/10 này nọ, và nó sẽ làm ra một cái rất là khó khăn. Nhưng Lộc nói là nó không tốt về cái tâm lý, Lộc nói không tốt. Còn về lẽ đạo chân thật thì Lộc nói là không có tội, bởi vì là Chúa Giêsu đang nói thế này, đó là không có sự đoán phạt nào, không có sự xét đoán nào cho những kẻ tin vào danh Chúa cả, cho những kẻ tin vào danh Giêsu cả. Cho nên là chúng ta nói là bây giờ người này người ta tin Chúa, người ta biết là Chúa tha tội người ta, người ta đón nhận điều đấy, người ta trung tín đi nhóm, người ta cũng thờ phượng như các bạn. Nhưng mà chỉ có một điều đó là người ta tiết kiệm tiền, người ta không dâng, còn vì vấn đề đó không có dâng, mà chúng ta nói là người này phạm tội không được, chúng ta không có quyền xét đoán như vậy. Chúa Giêsu chưa xét đoán người ta, chưa phán xét người ta, tại sao chúng ta có quyền làm điều đó? Còn về thực tế thì Lộc biết là khi Lộc đăng video này sẽ có những mục sư, sẽ có rất nhiều người là lãnh đạo thánh, là lãnh đạo của tôn giáo sẽ chỉ trích, trách móc Lộc
là Lộc đang theo một cái tà đạo hay theo một cái tà giáo hay theo một cái thuyết giáo nào đó, nhưng Lộc nói các bạn đây là tất cả những gì mà Lộc cảm nhận từ con người của mình với Chúa và Lộc học được đúc kết lại từ những năm tháng được Chúa, và đó chính là con người thật với linh tính thật chứ không phải là cái tà đạo gì đâu. À, còn các bạn gọi là tà đạo cũng được, không sao hết. Lộc chỉ thấy rằng là Lộc thấy rằng là nếu như mình bị ép dâng tiền, ép phải nộp tiền để đi theo một cái hội này một hội kia thì Lộc sẽ không làm được, Lộc sẽ không bao giờ làm được. Thà rằng theo một cái hội ngoài đời, theo một cái hội tự do nào đó, người ta bắt mình đóng quỹ, và người ta giải trình cho mình là cái quỹ đó, dù vào cái việc gì thì ít ra mình cảm giác là tài chính kinh tế mình đủ thì mình còn theo. Chứ còn bình thường thì tự dưng mình đến một nơi sinh hoạt tôn giáo thì mình cứ phải dâng 1/10, người kiếm được nhiều thì dâng nhiều, người kiếm được ít thì dâng ít, như thế nó không có hay, mà nó thấy nó không hay. Đi theo một cái hội ngoài đời mỗi người 50.000 một tháng hả, đấy, theo phường bạn hay theo bạn mỗi người 5.000 một tháng, ai cũng thế, nghèo giàu cũng phải 5.000 một tháng, sống công bằng với nhau thế cho dễ đúng không? Sẽ đi theo một thánh thì nó là người ít người nhiều, mỗi người 1/10, nhưng mà 1/10 của tôi nó lớn hơn rất là nhiều, rồi đòi quyền lợi rồi tranh chiếm nhau. Có những người là theo kiểu là tôi dâng mà hội thánh nhiều tiền như này họ các thứ nó khó mà, đúng không? Đồng thấy là không nên dùng cái cách đó nữa, không dùng cái cách đó nữa, bởi vì 1/10 nó không áp dụng cho chúng ta. Có thể là các nhà thần học giỏi hơn Lộc rất là nhiều, nhưng Lộc thấy một cái điều này, đó là thứ nhất người Do Thái người ta là bởi ông Abraham, và có ông Abraham đã từng có một cái thói quen, ông Abraham có một thói quen đó là đi đâu ông ta cũng lập bàn thờ cho Đức Chúa Trời, nhưng sau này thì Đức Chúa Trời ban phước chúc cho ông thì ông ấy đánh trận này và ông ấy phát triển được cái tá điền của mình, thì ông ấy bắt đầu dâng của tế lễ thiêu cho thường xuyên hơn. Có những lúc ông ấy cam kết với các thầy tế lễ ở vùng xung quanh là tôi dâng 1/10 cho Chúa, thì đấy là ông Abraham. Và có thể ông Abraham đã thực hành cái đó và nó xảy ra cho đến đời ông Isaac, ông Jacob, và sau này ông Jacob cũng thấy cái điều là dâng 1/10 này rất là vui lòng Đức Chúa Trời. Thì trong cái cuộc chạy trốn anh mình là chạy trốn Esau, thì ông Jacob lúc đó kiểu như người mất phương hướng, ông ta rơi vào một cái thời điểm đó là tăm tối nhất của cuộc đời ông ấy, ông ấy kiệt sức trong việc chạy trốn mệt và nằm thiếp đi lo lắng và sợ hãi. Ông ta mơ giấc mơ đó là Chúa sẽ sử dụng ông ta, dòng dõi ông ta giống như cái cây cầu để cho loài người leo lên đến tận trời. Thì ông ta tỉnh dậy, ông ta nói là nếu như điều mà Chúa phán dạy cho con trở thành sự thật thì ngày hôm nay đây con ra khỏi đất này chỉ có cây gậy và bộ quần áo trong tay, nhưng con trở về mà có tài sản thì con sẽ dâng 1/10 cho Đức Chúa Trời. Và bởi cái lẽ đó, bởi cái lời cam kết và giao ước đó là nếu Chúa ban phước cho con trở về thì con sẽ dâng 1/10, mà sau này người Do Thái có một cái lệ, có một cái giao ước với Đức Chúa Trời, đó là dâng 1/10 cho Đức Chúa Trời mọi của dân. Và thực ra thì Đức Chúa Trời lập cái giao ước này từ lúc mà họ trở về từ xứ Ai Cập thì đúng hơn, trở về xứ Ai Cập thì Chúa mới lập lại cái việc dâng 1/10, bởi vì lúc đấy ngài biệt riêng dân Lê-vi là biệt riêng ra, dòng dõi Lê-vi biệt riêng ra là dòng dõi thánh, dòng dõi không có đất, không có tiền sản, không có nhà cửa, mà sẽ sống ở trong các đền tạm Đức Chúa Trời và hưởng 1/10 từ những người dân và cũng như là hưởng các của lễ. Thì Đức Chúa Trời yêu cầu những người dân phải nộp 1/10. Thì hiện tại bây giờ là các giáo hội muốn phát triển, các giáo hội là muốn có tiền để sinh hoạt tôn giáo thì không muốn gọi vốn từ nước ngoài, không muốn gọi tiền từ nước ngoài mà gọi từ Việt Nam, thì cứ ép những người Việt Nam của mình, ép người Việt Nam mình dâng 1/10, và nó thấy như thế là không có tốt, nó thấy không tốt. Bởi vì Lộc nghĩ rằng là cái lúc mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ là hãy phá đền thờ đi, ta xây lại đền thờ sau 3 ngày, điều đó có nghĩa là ngài sẽ phá hết mọi cái tục lệ, ngay cả cái tục lệ dâng 1/10 ngài phá luôn, bởi vì đã phá đền thờ đi rồi thì cần gì thầy tế lễ nữa đâu, chính chúng ta chính là thầy tế lễ của Chúa, thì chúng ta cần gì phải dâng tiền để nuôi thầy tế lễ nữa đâu, đúng không? Và chúng ta đâu phải dâng có sinh dâng tế lễ thiêu đâu, vì chính Chúa Giêsu đã thế lễ thiêu rồi. À, đấy là cái điều mà Lộc nghĩ rằng là Chúa ngụ ý trong điều đó. Và cái thứ nữa là cái việc dựng phần mười có thể nó rất là tốt để bây giờ ta xây dựng những cái hệ thống tôn giáo, hệ thống hệ phái và những cái sinh hoạt tôn giáo, chúng ta nó còn tiền điện, tiền nước, rồi tiền thăm hỏi ốm đau từ thiện, rồi làm các việc này rất là nhiều cái việc khác liên quan đến tiền, thì dựng 1/10 nó rất rất là tốt, nhưng điều có nghĩa là chúng ta ép buộc tất cả con chiên ngân gọi là người theo đạo phải dâng, và quy họ là không dâng là tội. Lộc không thích điều đó, Lộc không thích điều đó, và Lộc hôm nay Lộc nói thật, cả kể có đuổi Lộc ra khỏi giáo hội Lộc cũng nói chúng ta phải sống thật, chúng ta phải sống thật, chúng ta đang đang yêu cầu mọi người nộp 1/10 để chúng ta phát triển giáo hội hay là để hầu việc Đức Chúa Trời như lời chúng ta nói, chúng ta phải cân nhắc về cái điều này. Lộc không muốn bênh vực ai hết, Lộc nói thật với bạn, nếu như Lộc phải hầu việc Đức Chúa Trời, nếu như Chúa kêu gọi mình hầu việc Đức Chúa Trời, thì Lộc sẽ không cần gì hết, hầu việc Chúa
sẽ giống như Chúa Giêsu ngài từng dạy các môn đệ của ngài, các ngươi đi đừng mang hai áo, đừng mang hai áo, cũng đừng mang các bị, tức là không mang theo túi, đó, tức là không mang quá nhiều hành lý, không mang quá nhiều hành lý và không mang theo túi để đựng đồ, đựng của cải, không chất chứa, không làm giàu theo đạo như vậy. Chúng ta cứ đòi các dâng hiến để làm cái gì, để nuôi cả một cái giáo hội cồng kềnh. Thực ra thì xã hội không phải là cái sai, mà nó muốn nói là xã hội đang ép buộc để đáp ứng cái việc phát triển xã hội mà thôi. Đạo Tin Lành không phát triển được chính là vì giáo hội cồng kềnh. Giả sử như chúng ta chỉ có một giáo hội thôi và tất cả không còn là dâng 1/10 mà chỉ dâng theo tấm lòng họ muốn ban ra thôi thì rất dễ nuôi được giáo hội đó. Nhưng bây giờ một hội thánh chỉ có 10 gia đình nhóm lại tương ứng khoảng tầm 50 người, 40 người. Đấy, 40 người mà mỗi người dâng một tháng thì cần dâng 1 triệu. Vậy là một tháng thu nhập của cái hội thánh đó là 40 triệu. Mục sư được ăn 25% của 40 triệu. Thế là 10 triệu. Mục sư sẽ được nuôi bằng một mức lương đi làm của công nhân lao động. Đúng không? Chúng ta đang tính như vậy để chúng ta duy trì giáo hội mà. Để chúng ta duy trì cái công sức mà ông ta đi truyền đạo thôi, công sức mà ông ta nuôi lớn và chăm sóc hội thánh thôi. Thực ra thì điều đó nó có thể nó không phải là cái gì quá sai, bởi vì người theo đạo Tin Lành và ra giảng đạo Tin Lành thì lên được nuôi mình bằng Tin Lành. Thế nhưng mà nhiều người lập thấy rằng là khi mà có tiền thì họ hầu việc Chúa xuất sắc, họ việc Chúa tốt lành, còn khi không có tiền thì họ hầu việc Chúa bằng một cái phương pháp khác, hầu việc Chúa phương pháp độc chỉ nói thế thôi. Còn nếu được nói thật với các bạn, chúng ta không xác định được là tự nuôi thân mình khi hầu việc Chúa, không xác định được là tự nuôi mình hầu Chúa, không xác định là tự bỏ tiền ra để hầu Chúa được. Đấy, mà phải coi như hầu Chúa lãnh đạo hội thánh như là một cái nghề và chờ đợi người khác cung ứng cho mình để mình được tự do tài chính, được sống như là một người làm đa cấp vậy thì lập thấy là nó không có hay, lập thấy là nó tôn giáo như vậy không có hay, tin này như vậy không có hay. Có thể là những người khác người ta thấy Chúa ban phước người ta thật, người ta đến với Chúa người ta được thay đổi cuộc đời, biến đổi cuộc đời, người ta gặp nhiều phúc hạnh cuộc sống, người ta sẵn sàng bỏ 1/10 ra người ta dâng. Nhưng liệu cái phúc hạnh đó, phước đức đó có luôn luôn tràn đầy với họ suốt cả cuộc đời và trọn vẹn cuộc đời hay không? Và nếu như họ gặp phải những tai ương khó khăn cuộc sống thì hội thánh sẽ cứu họ được bao nhiêu phần, trách nhiệm gì cho kinh tế của họ hay không? Chúng ta phải nghĩ về điều này, chúng ta phải nghĩ về điều này, bởi vì tất cả những người theo đạo họ muốn nhận được từ đạo hơn là họ muốn bỏ ra được đạo. Nguyên tắc là xây dựng một hội thánh thì chúng ta phải nhìn lại cách của Chúa Giêsu làm. Nhìn Chúa Giêsu làm, Chúa Giêsu ban ra chưa, Chúa Giêsu đi chúc phước ban ơn chưa, Chúa Giêsu đi làm các việc lành chưa, Chúa Giêsu có quyền phép chưa, chứ không phải là ngài ngài đợi, chứ không phải ngài đợi đâu. Thì ở đây chúng ta phải phải có tấm lòng này. Và Lộc biết rằng là có rất nhiều người làm việc này, có rất nhiều người họ có một cái tài chính kinh tế, họ không cần lệ thuộc hội thánh, họ bắt đầu bị chua tốt này. Lộc biết có thể view nó dài nhưng nó là cái tâm sự thật của Lộc. Chúng muốn nói rằng là tin lành sẽ không thể phát triển, tin lành sẽ không thể phát triển nếu ta luôn luôn bắt người ta dâng 1/10 để nuôi một cái giáo hội cồng kềnh, nuôi một giáo hội cồng kềnh. Lộc không thích như vậy, Lộc không thích như vậy. Hãy để cho mọi người được nhận nhiều hơn từ giáo hội, và những người làm việc cho Chúa đó là bắt đầu hy sinh cho sự sống và sinh mệnh của những người xung quanh, của những người khác. Vì tin lành để cứu rỗi một người tin, cứu rỗi một người tin. Khi tôi nhận đi tin lành, tôi không chỉ cứu chính tôi mà tôi muốn những người xung quanh được cứu, thì tôi sẽ hy sinh bản thân mình cho những người khác. Còn những người nào mà lo lắng về tiền bạc, còn vướng bận vợ con gia đình chưa thể gác qua mọi thứ để hầu việc Chúa, để chọn lựa con đường theo đạo, thì chúng ta tạm thời đi làm kinh tế, chúng ta không theo đạo, chúng ta theo Chúa và đi nhóm, chúng ta không nhất định phải trở thành người hầu Chúa. Đó. Bởi vì hãy nhớ, chúng ta không phải biến hầu Chúa trở thành một nghề nghiệp mưu sinh và kiếm sống. Chúa không muốn biến bản thành trở thành một cái người chỉ biết đứng dâng tế lễ và đợi người khác dâng 1/10 để sống. Chúa không cần những người Lê Vi nữa, bởi vì tất cả những người tin Chúa Giêsu đều là người Lê Vi, đều là thầy tế lễ của chính bản thân mình. Hẹn gặp lại các bạn trong tất cả các video tiếp theo. Bye. God rest you merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day.